Ở phiên bản 14.19, Ngộ Không đã được tăng sức mạnh, lõi lá chắn cũng đã được fix. Hầu Vương theo đó đã sở hữu lại vị thế cũng như sức mạnh vốn có của mình, thậm chí còn vượt trội hơn. Hôm nay, tiếp tục với series Super Server, hãy cùng Cà Phê Nhân Phẩm theo chân Hôn Mê để học hỏi cách anh ta đem con bài Ngộ Không quay trở lại đấu trường chân lý như thế nào với chiếc lõi xoay là thắng và đi cùng bảo hộ nhé. Trước khi vào việc, xin anh em một like, một sub. Các rau quái đầu đem về cho anh 5 mảnh đồ là kiếm, váy, nước mắt, giáp cùng cung. Khởi động nhẹ nhàng với một nâng cấp bạc, bỏ qua tiếp tế trang bị do khá may rủi. Trong một game đấu nhiều đồ thế này thì cũng không quá cần thiết. Chưa chốt được bài đánh nên anh roll luôn tam hợp, vốn phụ thuộc vào các đội hình có nhiều tướng 3 tiền. Tiếp sức ở bạc cũng không quá hấp dẫn. Giữa 10 kinh nghiệm từ đặc quyền phù gia và các báu vật từ chiến lợi phẩm thì đương nhiên chiến lợi phẩm sẽ lời hơn. Đồ anh đã có thể lắp được, tướng trên sân cũng đã có Zoe 2 sao, có thể đánh chuỗi win. Anh chốt luôn chiến lợi phẩm để có thể snowball đẩy máu lobby. Test nhân phẩm với tung đồng xu, anh có được luôn 1 đồng. Cho 3 thông đạo vào sân cùng Poppy kích ma thuật, tối ưu luôn giao điện cùng thú tượng. Gặp một nhà lấy phân nhánh, ra luôn ấn tiên linh. Soraka sau khi tích đủ số của vương miện nữ hoàng thì lượng sát thương từ sao rơi trở nên vô cùng to lớn. Hôn Mê nhận về trận thua đầu tay. Nhà này lấy kho báu sắt đã lắp được trọn vẹn 3 đồ. Dù vậy, Galio với thú tượng tỏ ra khá trâu bò. Rumble cầm 2 đồ hồi phục thì cũng không có sát thương. Zoe phía sau thoải mái chơi game, đem về chiến thắng dành cho Hôn Mê. Đang tanh bằng Galio nên anh thay Blitz vào để kích tiên phong. Gặp một nhà chiến binh, hai carry đã có đồ nhưng lại xếp ngược bên, do đó bị chôn chân rất lâu với dàn chống chịu. Zoe một lần nữa có vị trí an toàn để gây sát thương liên tục. Hôn Mê có được chiến thắng cùng một vàng đem về. Đi chợ nhặt về Cogmore cầm váy. Rui level ở round trước nhưng shop cũng không có gì đặc biệt. Anh triệu tập người giữ búa trở lại. Có được free win trước một nhà đồ cổ chỉ để mỗi Akali trên sân. Gặp một nhà khá mạnh cũng đang đép bằng thông đạo. Dù đã tối ưu huyết kiếm cho Kasadin nhưng rõ ràng Ezreal hay Nico cầm đồ đều có lượng sát thương hay chống chịu vượt trội hơn hẳn so với đội hình anh. Ezreal bao trùm sân đấu bằng cung ánh sáng liên tục tung ra. Hôn Mê nhận về trận thua. Thôi thì có một vàng an ủi cũng tạm vậy. Đập đá được thêm đai lưng, váy cùng găng. Trước đó đã có được Rakan nên anh thay luôn form def. Cho chàng trai quyến rũ cùng Jilin vào sân kích bảo hộ. Thông đạo cũng được bỏ đi và thay bằng xà nữ Cassiopeia. Sức mạnh của Rakan cầm 2 đồ ở đầu 3 chấm là quá khác biệt. Xuất hiện hoành tráng tạo giáp, bảo hộ hồi lại máu. Rakan theo đó dễ dàng chống chịu trước số đông kẻ địch. Câu kéo thời gian cho Zoe cùng đồng bọn gây sát thương. Chiến thắng trở lại với Hôn Mê. Nâng cấp thứ 2 là ở bậc vàng. Và chiếc lõi đột biến nhất cũng như phù hợp nhất cũng đã quá rõ ràng, xoay là thắng. Anh đang có form bảo hộ với Rakan từ sớm, đồ cũng vô cùng đẹp với thú tượng và huyết kiếm. Như đã nói, Ngộ Không vừa được buff, mọi điều kiện đều đã hội tụ đủ thì không lý do gì anh lại bỏ qua. Thay vì lên cấp, tranh giành Kama, Fiora thì chọn cho mình một lối đi riêng, đương nhiên sẽ an toàn hơn. Anh roll những lõi còn lại cho đủ hình thức rồi chốt luôn xoay là thắng. Với lõi này thì anh em cứ hiểu đơn giản. Hầu Vương sẽ không còn đảm nhận nhiệm vụ chống chịu nữa mà sẽ cầm thiết bảng lên, hóa Tề Thiên Đại Thánh, trở thành một carry chính trong đội hình. Lên 6, cho Ngộ Không vào sân, dùng Nam Châm nhường lại trang bị cho Hầu Vương. Gặp một nhà đang đép bằng Kasadin, Lữ Khách Hư Không khá thông minh khi luồn xuống được hàng sau, hạ gục đi Zoe cùng Cassiopeia. Với rất nhiều số cuồng đao, quay lại kết liễu nốt chú khỉ buồn phía trên. Có lắp đai lưng cho Rakan thì cũng không thể thay đổi được tình hình, Hôn Mê nhận về trận thua đáng tiếc. Nhà này đã vẽ được 2 ấn tiên linh, Ngộ Không còn 1 sao vụn vỡ rất nhanh trước Tristana 2 sao 3 đồ phía bên kia. Dàn tanh đối thủ cũng trâu bò với Poppy 3 đồ hay Blitz có giáp cận vệ. Thêm một trận thua đau nữa dành cho anh, chiến lợi phẩm nhót rồi anh em ơi. Có được Ngộ Không 2 từ chợ. Nhà này đã có Kama nhưng dàn chống chịu còn khá mỏng manh. Rumble hay Blitz 1 sao thì làm gì có thể chống đỡ trước lốc xoáy liên tục tung ra. Kẽ nứt thời gian của Kama thì cũng vô hiệu hóa bởi khả năng hồi máu từ bảo hộ cũng như thời không. Hôn Mê có được chiến thắng. Nhà chiến binh này thì không phải lo anh em nhé. Ngộ Không với lõi anh hùng counter rất tốt bè lũ chiến binh hung hãn. Bu đông thì chỉ khiến cho lốc xoáy trúng nhiều mục tiêu. Lần lượt Kata, Akali rồi Nila đều phải chịu trận trước gậy như ý của Tế Thiên Đại Thánh. Easy win. Săn sói được thêm cung cùng nước mắt. Lên 7, roll nhẹ, anh có được sự bổ sung của bát 2 sao. Có lõi thì anh em cứ lắp đồ full công, anh tối ưu luôn bàn tay cho Ngộ Không.
Nhà này đã có Ezreal 2, dù vậy cô ánh sáng tung ra không thể đủ sát thương dứt điểm. Huyết kiếm, bàn tay hồi lại máu, mốc 3 bảo hộ cũng cung cấp lượng hồi phục không nhỏ. Hầu Vương theo đó vẫn sống sót khỏe mạnh, dùng lốc xoáy hạ gục tất cả kẻ địch xung quanh, mang về chiến thắng tiếp theo dành cho Huân Mê. Nhịp độ trận đấu bỗng được đẩy nhanh hơn khi Lõi Kim Cương xuất hiện. Bỏ qua Vương Miện thời không, lăn xúc sắc thì cũng không có tướng cầm. Đang có lượng máu ổn cũng như Ngộ Không đã xuất hiện khá nhiều, không cần thiết phải dùng tới một Lõi Kim Cương cho việc roll như đầu tư. Trứng rồng thì đương nhiên là chôn, một Lõi Combat hỗ trợ thêm cho Hầu Vương sẽ hợp lý hơn, anh quyết định lấy về người đã hỗ trợ. Có được hai đồ khá đẹp là Bùa Nguyệt Thạch cũng như dây chuyền Solari, ngon chưa? Roll mạnh để kiếm bùa, giữ chuỗi, anh có được thêm một bản sao 2 sao ngoài hàng chờ và mua về hình nhân vàng, bù đắp phần kinh tế thiếu hụt. Gặp lại nhà liên hoàn đồ cổ, ba đồ hỗ trợ là không đủ để giúp cho những Kassadin hay Akali còn 2 sao có thể đối trở lại với Ngộ Không. Lốc xoáy hạ gục đi Hecarim, Akali không có sát thương cũng đã chịu trận từ trước bởi bát. Người đá vẫn còn đó để liên tục bổ sung lá chắn, không còn cơ hội nào cho lữ khách hư không nữa. Chuỗi thắng của Huân Mê được nâng lên con số 4. Bán máu với dao kèo hắc ám để có thêm tiền cho việc roll. Tiền đã cạn dần nhưng cũng chỉ có thêm được mỗi một Ngộ Không. Bù lại, anh có con bài giá trị hơn rất nhiều là Morgana ở level 7, gần như là endgame rồi anh em ạ. Đem quân trả thù nhà tiên linh, đang eco lên 9 thì hết vị. Ngộ Không vẫn là một mình chống Mafia nhưng lần này đã khác xưa. Tristana hay Hecarim không còn đủ khả năng để hạ gục Hầu Vương với lượng sát thương ít ỏi. Chụm lại cũng chỉ khiến cho Ngộ Không trâu bò hơn với thú tượng. Giàn tanh lần lượt ngã xuống, Tristana theo đó cũng phải chịu trận trước số đông kẻ địch còn lại. Huân Mê có được chiến thắng cùng một hòm báu vật mang lại 2 tướng 4 tiền từ chiến lợi phẩm. Cửa hàng tự ra một Ngộ Không, cảm thấy thời cơ đã tới, anh roll mạnh, tốn khá nhiều vàng nhưng không sao. Hầu Vương được dắt vàng sẽ trở thành cỗ máy farm tiền dành cho anh trong những round sắp tới. Gặp một nhà Varus qua gen, mũi tên báo thù cầm đồ này thì không có đam. Đối thủ tính đàn áp Huân Mê bằng quân số áp đảo nhưng làm gì có nghĩa lý gì đâu. Phân ra làm 3 thì cũng chỉ để làm mồi cho thiết bảng của Ngộ Không mà thôi. Lần lượt từng kẻ địch đều phải chịu trận. Đây anh em, một round mang về 5-6 đồng, đầu tư xứng đáng chưa? Nhà Kama đem quân trả thù. Đối thủ lần này đã kích được mốc 4 thời không với sự bổ sung của Camille trên sân. Ngộ Không vừa tỉnh dậy sau ngưng động thời gian thì ăn ngay cú đá móc của Camille. Chưa kịp hoàn hồn thì Jilin đã bồi thêm bom hẹn giờ. Bất động nhìn đàn rơi của Morgana bay tới cào xé, Ngộ Không gặp phải kiếp nạn. Bát hay Ari còn lại cũng phải chịu trận, Huân Mê nhận về trận thua đáng tiếc. Chống chịu không còn cần thiết, anh xào luôn quyền năng cho Hầu Vương. Gặp một nhà Varus quả rèn khác, ông này thì có đồ đẹp hơn dành cho Varus nhưng vẫn không thể thay đổi được tình hình. Mưa hỏa ngục gần như không có sát thương, Ngộ Không tích đủ 25 số quyền năng, bàn tay, huyết kiếm vẫn còn đó để hồi lại sinh lực. Ngộ Không triển khai 72 phép thần thông, dùng gậy như ý đập tan đội hình kẻ địch, mang về chiến thắng dành cho Huân Mê. Bổ sung của rất nhiều đồ cổ cũng như Kassadin được tân trang đầy đủ đem quân trả thù. Cuộc chiến lần này vẫn là Ngộ Không 1v9, thế nhưng Kassadin đã nhanh tay hạ gục Bát vốn sở hữu quỷ thư trên người. Mối đe dọa đã mất, Kassadin theo đó liên tục tạo lá chắn cũng như hồi máu với huyết kiếm trên người. Càng đánh thì Ngộ Không càng tỏ ra yếu thế với quyền trượng đã tích được rất nhiều số, chạm mốc 150. Lượng sát thương gây ra theo đó cũng trở nên không thể đong đếm. Ngộ Không bốc hơi, đường thỉnh kinh của thầy trò Huân Mê một lần nữa lại gặp phải trắc trở. CFT giờ trở thành đấu trường Varus rồi anh em ạ. Thêm một nhà Varus nữa ra ứng chiến, kết quả thì vẫn không khác biệt là mấy so với hai nhà còn lại. Mưa hỏa ngục vừa tung ra thì ngay lập tức bảo hộ đã hồi lại đầy đủ lượng máu đã mất. Đồ tanh còn nằm trên người Shen một sao thì hết cứu. Varus đành chịu trận khi Ngộ Không đã vượt qua dàn chống chịu tiến xuống tiếp cận. Nguyên nhà ngay. Thay Serac vào sân, gặp lại nhà thời không. Kịch bản cũ lặp lại khi Ngộ Không một lần nữa không được chơi game trước quá nhiều khống chế đến từ đội hình kẻ địch. Có vượt qua được giàn tanh thì cũng đã mất đi lượng máu quá lớn khi bị Camille vuốt trụ trước đó. Ngộ Không ra đi thì Bát phía sau không còn cách nào chống đỡ trước bóng thép vẫn đang liên tục bay nhảy. Huân Mê lại nhận về trận thua trước đối thủ khó nhằn. Nhà tiên linh này dồn tất cả tiềm lực để lên 9, song không có được Milio. Cái giá phải trả là chuôi máu rất nhanh khi cặp đôi Rakan, Kalista còn 1 sao. Gặp Huân Mê thì hành trình này đã phải đặt dấu chấm hết. Những mũi giáo ít ỏi tung ra đương nhiên không có quá nhiều ý nghĩa. Rakan 1 sao cũng không thể đủ sức chống chịu. Ngộ Không hạ gục giàn tanh, nhường lại Kalista để làm mồi cho đàn con của Morgana. Game sau thì 9 tiên linh. Anh cũng lên 9, roll mạnh và hoàn thành được mảnh ghép cuối cùng là Milio vào sân. Gặp lại nhà Varus, mua được phản phép, làm chậm tốc độ ra chiêu của kẻ địch. Hầu Vương theo đó tranh thủ thời gian, hạ gục giàn tanh, tiến xuống. Mưa hỏa ngục của Varus thì như đã nói,
Không thể một phát hạ gục ngay Ngộ Không có lá chắn từ huyết kiếm cũng như hồi phục từ bảo hộ. Hạ gục đi Serac, chọn sai mục tiêu nhưng không sao. Lốc xoáy vẫn kịp thời tung ra trước khi Varus dương cung. Chiến thắng được dành cho Hôn Mê. Có được bi update với Morgana lên 2, Bát cũng đã được dắt vàng nhờ máy sao chép tướng. Gặp bóng nhà Liên Hoàn, anh quyết định cường luôn khi xếp Ngộ Không thẳng mặt Kassadin. Hiệu quả đã quá rõ ràng. Kassadin đầu combat thì không thể có đủ sát thương, bị Ngộ Không chặn đường nên cũng không thể luồn xuống dọn dẹp bớt chiến trường. Nhanh chóng Morgana cùng đồng bọn đã giảm bớt quân số kẻ địch. Chỉ còn lại mỗi Kassadin trên sân thì gần như không có cách nào chống đỡ trước toàn bộ đội hình Hôn Mê đang còn sống sót. Anh có được chiến thắng nguyên nhà. Mua được Hoàng Đế. Bước vào combat quyết định, kịch bản vẫn không có gì thay đổi, vẫn là cách xếp giống với round trước. Kẻ địch không có sự đề phòng, theo đó rơi vào thế trận mà Hôn Mê đã bày sẵn. Ngộ Không một lần nữa chặn đứng đường đi của Kassadin, bè lũ Liên Hoàn còn lại đành phải đơn độc chiến đấu. Đương nhiên không thể có cơ hội nào trước những Morgana hay Bát đã quá mạnh mẽ. Lần này anh còn có thêm khuếch đại sát thương đến từ bùa chú thì không còn cơ hội nào cho lữ khách hư không được nữa. Con đường thỉnh kinh của thầy trò Hôn Mê đã kết thúc tốt đẹp. Top 1 mãn nhãn đương nhiên sẽ được dành cho anh. Anh em thấy đấy, Ngộ Không đi cùng với xoay là thắng, không thể bị xem thường trong meta hiện tại. Có được hai đồ chuẩn cùng Hầu Vương 2 sao là anh em có thể chiêu chiêu roll bằng lợi tức mỗi round, qua đó định đoạt kết quả trận đấu bằng những tướng bậc cao giá trị hơn về sau. Chúc anh em thành công với giá này nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay đừng quên để lại một like, một share và ấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo tới từ Cà Phê Nhân Phẩm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.